dễ tính mà tinh tấn thì là đúng, chứ đừng có dễ dàng mà bê tha. Cái này mới cái đặc biệt nè. Vì sao mình dễ tính? Vì người ta dễ gần gũi với mình, mình vui vẻ dễ thương, người ta thích gần gũi với mình. Rồi từ từ mình dẫn người ta đi từ từ. Mình dẫn người ta đi xa quá, người ta muốn trở lại, trở không được nữa, thôi con phải theo thầy về cực lạc thôi. Hiểu không? Bây giờ có những người trong chùa mình nè, có những cô trong chùa mình đó, quý vị biết sự dẫn dắt của những đức mà 7-8 năm chờ mà không về nhà luôn đó. Kinh khủng chưa? Bây giờ 7-8 năm chờ mà không về nhà luôn thì còn cái gì mà về nhà nữa? Tương trao đồng hũ họ thấm hết trơn rồi. Nếu mà không khéo dẫn dắt thì làm sao có 7-8 năm đó trong chùa? Nếu mà cứng cỏi với họ thì họ được 1 năm họ đi mất tiêu rồi. Nhưng khéo dẫn dắt họ được 7-8 năm họ chưa từng về thì tương trao đồng hũ nó thấm hết trơn rồi. Lâu lâu mới vớt một em mắt tích. Nhưng năm nào thì cũng vào được khoảng cỡ chục, đi 2 lỡ được 8. Hiểu chưa? Vậy là được rồi. Hiểu không? Đó là sự dẫn dắt về phương tiện trong nhà Phật để dẫn người ta đi đến cửa Phật từ từ. Cái này quan trọng lắm á, không giỡn đâu. Thí dụ như một con người mà ta bê tha vô cùng, mà ta vô ta nghe đạo, ngồi nghiêng ngồi ngửa bằng quần đùi, đứng ngồi được, ngồi mà kiểu mà chồng hởm ra quần đùi luôn. Họ nói con nghe gì được không thầy? Riêng họ mình nói tốt. Mày ngồi như vậy là tốt. Hiểu không? Tại vì sao? Mày có bao giờ vô đây ngồi đâu, mà bữa nay mày vô ngồi là tốt rồi. Đúng quý vị. Rồi nó vô nó ngồi từ từ, nó cảm ơn. Cảm ơn từ từ rồi bắt đầu nó mới sửa lại. Là mình thấy mình vô duyên quá. Sao mình không có giống ai Phật tử người ta tu trong chùa chứ. Nhìn tới nhìn lui sao thấy có một mình là vô duyên vô dùng. Từ nơi đó mà tự nó sửa từ từ. Còn ban đầu mình nói ngồi vậy là tội chết. Nó nói tội hả? Tôi nghĩ ngồi đi ra ngoài. Vậy thì quý vị không khéo léo dẫn dắt người ta. Hiểu chưa? Nên tại sao mà có những người á, họ biết rất là nhiều mà họ dạy người ta không ai dám lỡ chùa hết trơn á. Vì họ nghiêm khắc với người ta quá. Mà người ta thì thật sự mà nói ngoài đời người ta đã mệt mỏi quá rồi, mà đi vô chùa còn gặp ông thầy ông nghiêm khắc nữa, thì thôi về nhà phước cho rồi đi vô chùa cho nó mệt quá, đúng không? Nhưng mà mình để cho người ta có cơ hội vô đây từ từ đi, rồi mình bào mòn giùm cho người ta từng chút. Như cái tấm gương này một lúc mà lau sạch luôn thì không có được, nên lau từ từ giùm cho người ta. Người như vậy thì duyên phước mình tự nhiên vậy à. Bây giờ các cô các chú á, cứ học như vậy để áp dụng trong cuộc sống đi thì tức khắc nó đặc biệt dữ lắm. Phật pháp là cuộc sống nhân sinh mà, cái giải thoát mà bỏ nhân sinh thì làm sao có Phật pháp đó. Nên mình học Phật là càng học càng dễ nghe, chứ không phải rằng là mình quy y mấy chục năm rồi đó, ai người ta mới quy y có 1 năm mình nói gì quy y bao lâu à? 1 năm. Năm mà nói với tôi trời là trời, biết quy y mấy năm chưa? 20 năm rồi đó mẹ. 20 năm rồi đó. 1 năm mà nói với 20 năm. Tôi là Phật tử thường thành chùa nè, cô bà biết tôi hộ trì chùa cỡ nào chứ? Nó thầy đó nổi tiếng, tôi quen hết trơn luôn cho bà biết đó. Bà quen bằng tôi không mà dạy tôi, thôi chịu thua bó tay. Gặp cái dạng này thì chúng ta làm sao? Mô Phật. Yeah. Lui á, không có dám đụng người này. Ghê quá. Hiểu không? 20 năm này là 20 năm tạo ra gai gốc đầy mình. Còn chúng ta mới có 1 năm thì nó mới có mọc có mấy cây gai. So với 20 năm kia thì chúng ta còn đỡ hơn nhiều. Nếu như con đường này mà tôi đi theo thì 20 năm sau gai gốc tôi cũng như bà. Thôi mô Phật, tôi chánh bà. Thôi khỏi đi. Càng học mà càng mọc gai thì thôi miễn bàn. Tôi biết rồi đó, tôi biết bà học cỡ nào rồi đó. Thôi chịu thua, hiểu không? Người ta 10 mấy năm nay từ một con người khó khăn, cái mặt hung dữ như con ma, mà bây giờ thì sao?
Hiểu chưa? Nói vậy coi á, từ ngày xưa, cậu coi tấm hình ngày xưa hô. Bữa nào gửa tấm hình đó bự, mỗi từ chủ nhật chiếu lên cho coi. Hiểu không? Trời ơi, xấu gì đâu mà thấy gớm. Đúng là xấu đến mức mà thật sự mà nó không ai dám mà giật vé với mình, mà vé xấu. Hiểu không? Ghê thiệt. Nhưng mà bây giờ quý vị nhìn mà thấy ở dưới nhìn lên thấy cũng có được đúng không? Đó, thấy chưa? Mười mấy năm nay tôi học Phật, tôi xin thưa với quý vị là tôi bào được gai chứ tôi không mọc thêm gai. À, bào được gai rất là nhiều. Tại vì sao? Cái quan trọng là mỗi ngày tôi cười rất là nhiều nghe. Dù là công việc nhiều nhưng là tôi rất là cười nhiều. Lâu lâu buồn chút à. À, lâu lâu bực bội một chút thôi. Mà bực bội một chút tôi la một cái là tôi quên mất tiêu. Tôi không có để trong tâm gì. Được rồi đó. Học vậy là được rồi đó, thấy chưa? Ừ. Bởi vậy quý vị cứ học vậy đi. Học Phật làm sao mà chúng ta vui vẻ, đối trong cái cuộc đời này chúng ta nhiệt tình hết mình. Nhiệt tình hết mình với người, mà người bỏ mình, người thiệt thòi. Nhớ. Trời ơi, mình nhiệt tình hết mình với chồng, với vợ rồi mà giờ người ta bỏ mình thì người ta thiệt thòi. Nhớ nghe, bỏ một người vợ, một người chồng nhiệt tình thiệt thòi á nghe. Không nhớ đâu, thiệt thòi á. Mình bỏ họ là mình sẽ thiệt thòi, mình sẽ gặp cái thứ khác ghê gớm lắm á. Mình chê người vợ này quê mùa hay lúa đồ mà nó thiệt thà, nó cực lực trong nhà, nó lo lắng. Mà mình chê nó hay lúa, nó xấu, mình bỏ nó, mình đi kiếm con khác là mình trả cho con khác đó. Mà gặp con khác lũ đạn á, nó quýnh cho mà thấy. Hiểu chưa? Nên từ nơi đó đó các cô, các chú cứ học Phật nhiệt tình, hết lòng đi. Không có sao đâu. Gieo nhân thì gặt quả à. Có khi nợ chúng ta trả xong rồi thì con nợ nó buông tay ra nó đi, thì nó để lại cho mình thoải mái tự tại. Chứ không phải là học Phật mà bị bỏ gì đâu. Mà nó rõ ra là nhờ học Phật mà bây giờ á, nợ nặng hết rồi. Đừng có mang cái oán hận gì nhau thôi. Hiểu không? Ai cũng là người nên sống tốt với nhau thôi. Gặp lại người xưa chào một tiếng. Hiểu không? Chào anh. Ví dụ như vợ chồng chia tay mà bây giờ gặp nhau trong chùa hay gặp nhau ở đâu đó, chào anh, khỏe không? Bữa nào rảnh đi uống cà phê chứ. Thấy chưa? Mình rất tự tại. Mình rất tự tại, nghe chưa? Người ta thấy công nhận thiệt. Cái người vợ xưa của mình quá tuyệt vời. Không có chút gì bực bội khó chịu hết trơn. Gặp người ta dẫn vợ sau của người ta đi. Chào anh, chào chị. Hỏi cô là ai? Vợ của ảnh hồi xưa. Vợ ảnh hồi xưa, hiểu không? Không có gì chứ á. Bây giờ là chồng của chị bây giờ. Em là vợ của ảnh ngày xưa, thấy không? Ngày xưa giờ hết rồi chị ơi, không có gì nữa chứ á. Nè, cái vị vậy thì quá đặc biệt. Chứ bây giờ cũng đã từng có duyên là vợ chồng, bây giờ xa nhau lại hận nhau, làm gì? Hận nhau làm chi à? Bao nhiêu nụ hôn dành cho nhau mà bây giờ đi hận. Hiểu không? Đừng có hận nghe. Xa nhau rồi mà mình đi hận là mình đang còn thương người ta đó. Quý vị nhớ cái câu thương hận không? Nếu không thương thì không có hận, mà có thương thì mới có hận. Nên một người vợ chồng sống với nhau mà xa nhau mà còn ghét đối phương là còn thương. Còn thương. Nên người ta mới nói là thương hận. Hiểu không? Còn nếu như chúng ta không thương gì hết trơn thì lấy gì hận? Quên hết trơn rồi. Hiểu không? Những quỷ vãng ngày xưa hài cho qua. Hiểu chưa? Nên cái câu cho nhà Phật rất hay nghe. Quỷ vãng qua rồi chớ vắng vương, tương lai chưa đến chớ lo lường, hiện tại tâm bình thì là đạo, niệm Phật tự nhiên sẽ kiết tường. Đó. Những gì đã qua rồi cho qua đi. Chúng ta hãy nhìn cái hiện tại sống cho thật là đặc biệt, cho thật là tốt. Đó. Con người ta thường lạ kỳ là lấy những vĩ vãng đã qua để làm sự đau khổ bây giờ. Có nhiều người chúng ta quý vị biết rằng là cứ lấy những cái vĩ vãng đã qua khổ đau để rồi chúng ta lo âu sự khổ đau tiếp nối. Rồi gặp những con người bây giờ toàn là nghĩ
họ sẽ đem sự khổ đau cho mình. Tại sao chúng ta lại hoàn toàn không cho mình cơ hội? Dù là bao nhiêu con người gạt mình, nhưng vẫn có người sẽ giúp mình. Tại sao chúng ta không tạo cho mình một cơ duyên như vậy? Nếu như bây giờ bao nhiêu con người gạt mình, thì tại vì mình đã gạt bao nhiêu con người, thì bây giờ mình cứ trả hết đi, thì sẽ có người tốt đến để giúp mình. Yên tâm. Nghe gì đúng là hiểu không? Thì thấy không, nó vô tông nghe quý vị, không phải giỡn đâu. Tuy chia sẻ pháp đơn giản nhưng mà đi sâu sắc từ từ, nào lặng mò hiểu không, lặng mà mò hiểu không. Nó nên từ nơi đó bị thấy đi vô từ từ chứ không phải giỡn, chứ không phải mà tự nhiên mà bước vào cái ầm ầm, không phải đâu, mà từ tốn, từ tốn mới thấy thích thú. Từ tốn mới thấy thích thú, nghe nghe quý vị. Từ từ, từ từ, từ từ, rồi bắt đầu tự nhiên nghe, càng về sau nó càng thấm, không phải giỡn đâu. Nên tại sao mà từng chủ nhật nào mà không về là không chịu nổi? Có cái cô kia từng chủ nhật, cô ông đến thì Đức hỏi cô, ủa từng chủ nhật trước hình như vậy Đức không thấy cô bộ bận hả? Cô nói chào ô, bệnh muốn chết luôn, không đi đến nổi. Mà con ở nhà thật sự với thầy con bật lên trực tiếp, mà thật sự con cười ké trong lòng, con nói trời ơi, con nói từng nào cũng được ngồi chung với mấy chị em, nó vui gì đâu mà bữa nay có mình một mà bệnh dữ lắm mà đi đến không được. Thầy ơi, thầy bữa nay là con khỏe là con đến liền, thấy chưa? Có nghĩa là cái cảm giác thu hút là ngay chỗ nào quý vị? Tự nhiên cái tình cảm giữa con người ngồi với nhau để chia sẻ và cởi mở tất cả những sự khó khăn và nó bị rắc rối trong cõi lòng mình. Cái sự khổ đau của con người lớn nhất là gì biết không? Rắc rối trong cõi lòng mà không sở ra được. Có những người chúng ta càng rắc rối càng sở thì càng rắc rối. Bây giờ Phật pháp cho mình bình tĩnh để nhìn ra đầu mối. Hay bình tĩnh mới nhìn ra đầu mối nghe. Còn rắc rối càng rắc rối, rắc rối càng rắc rối. Hãy bình tĩnh, phan hãy sở trong lúc rắc rối. Rắc rối thì phan hãy sở. Hãy bình tĩnh lại thì thấy đầu mối, rồi hãy sợ. Nhớ đó. Khi mỗi một con người chúng ta đang bị buồn, đang bị hấp tấp, đang bị lo việc gì thì hãy bình tĩnh lại. Hãy bình tĩnh lại thì tất cả những sự việc này không đáng sợ như mình đã lo âu đâu. Thật sự mà nói, tất cả việc trong cái cuộc đời này chúng ta đều có thể giải quyết được hết. Rất dễ giải quyết. Vì sao? Vì cái thân này nó còn giải quyết mà. Vậy thì còn cái gì trong cuộc đời này mà không giải quyết? Cái thân này của chúng ta sống nay chết mai là giải quyết cái thân tứ đại này rồi. Mà tất cả cái sự sống của chúng ta trong cái cuộc đời này là do nương ngay cái thân này. Mà thân này đã chết rồi thì còn cái gì mà tồn tại trong cuộc đời này của chúng ta? Như vậy thì thân này sớm muộn cũng chết. Vì tất cả những việc rắc rối trong cuộc đời này có thể giải quyết được hết. Nhớ. Từ từ chúng ta cũng già sạch nhách rồi. Chết đến nơi rồi. Vì đi về chùa mình, chùa có việc lạ. Mỗi buổi sáng khi đang ngủ mê, có người cầm cái lo. Thấy chùa lạ thấy ghê. Chưa từng thấy chùa nào mà kỳ cục gì. Mà từ đây Đại Tùng Lâm, chùa Mớ, Bảo Tháp, bốn ngôi chùa, sáng nó bật sùm lên chứ. Không tu cũng phải đi tu, chịu không nổi. Mà Hòa Thượng thì thích vậy nghe. Cái câu đó của Hòa Thượng mà như Đức lấy lại luôn. Thức dậy tu đi, chết đến nơi rồi. Cậu mà cái tiếng lúc đó những Đức rền đó quý vị. Rền đó chứ không phải kêu bình thường. Thức dậy tu đi, chết đến nơi rồi. Giống như Diêm Vương mà kêu mình vậy. Thấy không? Mà dở đâu nghe quý vị. Thì thấy không? Diêm Vương kêu rồi sợ cỡ nào chưa? Đó, chùa mình sáng nào cũng vậy đó, cái sách cái lo đi kêu. Nên Phật tử mà mới mới vô chùa mình xanh mặt xanh mày. Thật sự mà nói, bây giờ nghe cái tiếng đó gọi một cái mà dám nằm lại ngủ, người này cũng gan cùng mình luôn. Nghe cái tiếng như là Diêm Vương gọi vậy, thôi chạy chạy. Rửa mặt liền, cái bà kia kêu, con nằm ngủ chút đi, ở nhà con ngủ trễ lắm. Không mẹ ơi, con vừa nghe cái tiếng này cái con mới thức dậy để bắt đầu đi tu liền.
Con không thể nào có cơ hội nào dám nằm ở đây mà ngủ được. Cái tiếng kêu nó ghê gớm lắm quý vị. À, mà chiều cũng kêu thức dậy nữa. Mà chiều chưa ngủ kêu thức dậy nữa. Là thức gì biết không? Thức tỉnh đi, chết đến rồi. Không đi tu là mê hoặc đó nghe, cho quý vị biết đó. Đó, vị thấy phương pháp chưa? Biết dùng cái sự phát triển trong cái xã hội mà để áp dụng Phật pháp. Quý vị coi, nếu mà nói về cái phương pháp mà dùng máy tu của quý vị, mà bây giờ những đức quản lý từ xa toàn là máy không, mà cả làm chương trình mừng thọ luôn quý vị, những đức giảng luôn, những đức đưa qua những cái điểm đạo tràng bên kia rồi bắt cái buổi giảng lên để tổ chức mừng thọ bên luôn quý vị. Đó, thì những đức thấy rằng là cái sự phát triển của xã hội này mà biết áp dụng Phật pháp vào thì rất là hay. Rất là hay, nói thiệt. Nội mà chiếc máy niệm Phật này thôi quý vị thấy không? Tiện quá. Quá tiện luôn đúng không quý vị? Một người mà được hai cái thì hay lắm. Tại vì hết pin thì sạc, đeo. Đeo xong hết pin thì lấy cái kia nghe tiếp tục. Thì không có lúc nào gián đoạn hết chứ. Dí Quan Âm cho thêm cái nữa. Coi cô kìa, cô nói mỗi lần đến chùa thầy cứ cho hoài. Mắc cười quá chết. Thì coi Dí Quan Âm là một cái máy niệm Phật. Mỗi người khi lễ xong tối 21, nhưng nhớ 2000 lại mới lãnh được huy chương vàng. Đúng không? Ai mà lại 2 ngày mà lãnh được cái máy niệm Phật là huy chương bạc, không phải vàng. Nhớ đó nghe quý vị. Đúng không? Còn nếu như lễ có 1 ngày thì huy chương đồng. Bây giờ quý vị muốn lãnh huy chương vàng hay gì đưa tay lên coi. Đúng rồi. Rồi, đặc biệt lãnh huy chương vàng. Lễ 4 ngày rẹt rẹt. Còn những đức mà lễ không nổi thì thôi chịu thua. Nên quý vị biết rằng cái tâm quyết nó mạnh lắm quý vị. Tâm quyết cực kỳ mạnh luôn. Nhưng mà phải cầu Phật Bồ Tát gia hộ. Phật Bồ Tát nhất định gia hộ. Vì mình làm việc cho Phật Bồ Tát. Đúng không? Đó, nên tất cả quý vị về đây nhớ nghe. Cái việc trong Phật pháp là có Phật Bồ Tát gia hộ. Chúng ta phải tin đó. Cả đời của chúng ta, chúng ta cứ sát cánh với A Di Đà Phật đi, là quý vị sẽ thấy cái cuộc đời quý vị bình an lắm. Những đức nói cho quý vị nghe nghe. Quý vị đặt tình cảm vào bất cứ một con người nào trong cuộc đời này, quý vị đều khổ hết. Quý vị chỉ đặt tình cảm đúng với một vị này là không bao giờ khổ. Chắc chắn luôn. Quý vị coi bao nhiêu tình cảm trong cuộc đời này đều khổ hết. Chỉ có đúng A Di Đà Phật là không khổ. Lạ tai không thấy, không gần, không tiếp xúc, không được nắm tay nắm chân, mà nó có một sự an lạc gì kinh khủng thiệt. Mà trong cái cuộc đời này tình thương yêu lại được gần gũi bên nhau, nhưng toàn là tác dụng phụ của cái khổ. Quý vị công nhận không? Toàn là tác dụng phụ của cái khổ không à. Mà tại sao nương vào bổ nguyện niệm Phật mà không có khổ? Càng niệm Phật thì càng không khổ, càng tin Phật thì càng không khổ. Quý vị nhớ nè, trong tâm ta có Phật thì ta không có sợ gì sự khổ đau trong cuộc đời này. 100% luôn. Trong tâm ta có Phật, ta không sợ bất cứ một sự mất mát gì trong cuộc đời này hết. Còn trong tâm quý vị chỉ cần không có Phật thôi thì lo âu sợ hãi mất mát đều dính sạch hết luôn. Chỉ cần trong tâm có Phật thì không bao giờ sợ khổ gì hết. Vì sao? Thời gian cực kỳ ngắn ngủi rồi Phật rước mình. Cái đẹp nhất của chúng ta là cuối cuộc đời mà Phật đem đài sen đến. Ôi, mê quá. Quá mê. Chị coi. Ôi, Phật đem đài sen xuống đi quý vị. Mà trong lúc đó quý vị, cái cảm giác quý vị sẽ vui vẻ vô cùng khi mà quý vị rõ ràng chính mình, thấy rõ ràng Phật, Di Đà, Quan Âm, Thế Chí, hàng thánh chúng. Và trên hư không là như là một màu vàng quang minh phổ chiếu, mà chính mình cảm được.
Dù quý vị đang bị một căn nhà đè xuống, nằm ở trong căn nhà, quý vị đang thôi thớp, quý vị niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Nhưng quý vị nhớ nha, cái sự tiếp dẫn của Đức Phật A-di-đà là không có căn nhà. Ngài thấy rõ ràng con người đó đang niệm, và bổ nguyện của Ngài và người đó đang kết hợp là một. Ngài phóng quang ngay quý vị, và lúc đó quý vị không thấy căn nhà đang đè mình, và chính quý vị thấy rõ ràng là Phật A-di-đà Quan Âm Thế Chí, và quý vị vô cùng tự tại như đứng giữa hư không và bước lên đài sen trong một khoảnh móng tay. Yeah, Cực Lạc. Thích thú chưa? Không có đau đớn nha quý vị, không có sự đau đớn gì hết nghe. Dù là thân thể máu me chảy tùm lum, bầm dập, văng thịt, văng tay chân, tứ tung lang tàn, nhưng riêng mình không có đau gì hết. Vì sao? Vì linh thức đã được Phật A-di-đà rước về Cực Lạc rồi. Sao khổ? Sao mà khổ? Vậy tại sao cái người mà chết trong cuộc đời này họ vậy? Xe đụng cái rầm vậy? Vì họ không niệm Phật. Khi họ không niệm Phật thì hoàn toàn cái linh thức của họ nó đang còn chấp xác. Mà khi còn chấp xác mà, cái đau của chúng ta là vì còn linh thức. Nên tại sao trong nhà Phật nói rằng một con người khi vừa chết đi không được đụng chạm, không được mời quý thầy mà gọi là đi coi ngày giờ mà đi tẳng liệm liền. Vì thời gian trễ gì đi chăng nữa cũng phải 10 tiếng. Chùa mình là để 24 tiếng luôn, là niệm Phật để 24 tiếng cho chắc ăn. Tại vì khi họ còn cái linh thức ở trong đó là gọi là A Lại Gia Thức. Cái thức thứ 8 là cái chỗ chứa bất cứ những cái thứ gì nằm trong cái A Lại Gia Thức đó. Và cái thức đó là cái thức đầu tiên khi nhập thai mẹ, và cái thức đó là cái thức cuối cùng khi đi sau nhất. Nên con người vừa chết đi thì cái thức thứ 8 này vẫn còn tồn tại trong thân chúng ta. Nên sự đụng chạm, sự rờ mó, sự đau đớn vẫn còn. Cả giường chiếu cũng không được đụng, đừng nói chi là đụng vào con người. Của cải của họ lúc đó không được đụng vô luôn, vì họ vẫn còn sự xúc chạm và tiếc nuối, và sanh ra sự khổ đau kỹ vô cùng luôn, mà do người ta không hiểu. Vừa chết là đụng chạm liền, bởi vì đa phần là phải đi đọa lạc hết. Đa phần đọa lạc hết, đúng là hại người thân mình, mà chúng ta không biết hại người thân mình. Ghê thiệt chứ. Bởi vì quý vị thấy tất cả các cụ già trong chùa mình là các cụ có phước lắm. Sự hộ trì này lớn quá. Hiểu biết rồi thì làm cho người thân mình đúng. Cha mẹ ở nhà già, để cái máy niệm Phật điều hộ niệm cho cha mẹ nghe suốt. Để chi? Cặn tử nghiệp của cha mẹ lấy cái điều này niệm luôn. Thường nhắc cha mẹ thế giới Cực Lạc tốt lắm ba mẹ ơi. Thân chúng ta già gì khổ lắm ba mẹ. Quá khổ rồi, bây giờ ba mẹ muốn về một cái quốc độ mà không còn khổ nữa không ba mẹ? Ba mẹ muốn chứ, muốn về quốc độ đó. Rồi phải làm sao? Đứa con nói, ba mẹ niệm A Di Đà Phật nghe, thầy niệm câu, ba mẹ niệm câu nghe, đến khi cuối cuộc đời là con niệm Phật hộ niệm cho ba mẹ y gan vậy luôn. Mà ba mẹ chỉ cần niệm là Phật rước ba mẹ về Cực Lạc liền nghe không? Về thế giới Cực Lạc đẹp lắm, muốn ăn có ăn, muốn bặn có bặn, và thân ba mẹ không còn già, không còn bệnh, không còn chết nữa đâu. Và đi cúng dường mười phương chư Phật giống như đi du lịch chơi thoải mái lắm. Nói câu du lịch họ dễ hiểu hơn, hiểu không? Nên từ nơi đó họ nghe, họ thích, họ niệm Phật, họ niệm và nghe danh hiệu Phật và hộ niệm quen lâu ngày, họ thành quen điệu hộ niệm đó. Khi cặn tử nghiệp tiếp tục cái điệu hộ niệm đó, hộ niệm cho họ luôn. Y rang như chùa mình, những đức áp dụng cho các cụ lúc còn khỏe là được hộ niệm, hộ niệm luôn. Khỏe là lấy cái điệu hộ niệm cho các cụ làm thờ khóa tu. Khi cặn tử nghiệp là đấy, lấy điệu hộ niệm này hộ niệm luôn, vô cùng đặc biệt. Không có một cụ nào nói rằng nghe mà chán hoặc nặng nề, không có. Vì lúc bình thường nghe quen, cái này quan trọng lắm, cực kỳ quan trọng luôn. Không? Nên mình có ông bà cha mẹ mình đi đến đây, mình đặt cái chiếc máy nghe pháp này nè, có khi ông bà cha mẹ mình đang buồn, đang buồn á, tặng một chiếc máy nghe pháp này vậy cho nghe đi, nghe đi, nghe khi thích rồi còn hơn là người bạn họ nữa. Nhiều người lắm á, không có giỡn đâu. Một chiếc máy nghe pháp gì thôi vậy mà tặng cho ông bà cha mẹ mình, tự nhiên nghe không buồn nữa, vì những đức nói chuyện nhiều câu vui và đi thẳng vào tâm tư của họ luôn. Về tư tưởng người già nghe những đức họ thích lắm. Tại vì một là gần gũi, hai là họ dễ hiểu, nên họ rất là thích nghe những đức giảng. Nên chiếc máy nghe pháp này quý vị nên phổ biến khắp nơi nơi. Những đức nói quý vị đi làm từ thiện ở đâu cũng nên có pháp đem theo để kèm vào để tặng, thì lợi ích rất là lớn. Một nhà chúng ta tặng một chiếc để cho người ta, cái gia đình đó biết tu là nó ảnh hưởng cả cái gia đình dòng họ của người ta luôn. Hay dữ lắm quý vị à. Nên những điều những đức chia sẻ đây đó, mỗi một con người chúng ta sống trong cuộc đời này rất là vô thường.
đã là quá vô thường rồi. Con người ai cũng già, ai cũng bệnh, ai cũng chết. Vậy thì chúng ta đi khổ làm chi nữa? Không nên khổ nữa nghe. Nhớ. Không nên khổ nữa. Dù là mình nghèo, mình bị sức môi, bị lùn, bị hô nhẫn đức, nhưng mà tuyệt đối chúng ta không bao giờ chúng ta cảm thấy rằng mình xấu số. Chúng ta gặp Phật Pháp là không có gì xấu số chứ. Gặp Phật Pháp là không có xấu số, nhớ nghe. Gặp Phật Pháp là không có xấu số. Cái người mà không gặp Phật Pháp là cái người thiệt thòi trong cuộc đời này. Nhớ. Không gặp Phật Pháp quý vị rất là thiệt thòi. Và quý vị sẽ rất dễ đi vào con đường tham thầm. À, quý vị mà học Phật rồi quý vị mới hiểu rằng không nên tham thì là có. Không học Phật Pháp quý vị sẽ tham và thâm luôn. 100%. Đúng ra có số tiền là xài được rồi, mà đi cho người ta mượn để lấy tiền lời xài không bị tốn tiền đó. Cuối cùng nó trả được vài tháng tiền lời cũng ngon. Vài tháng sau cúp cua luôn. Mặc cả chì lẫn chài. Nếu như mà không tham cái lời thì làm sao mắc cái vốn. Nó đúng ra có được số tiền rồi, nghĩ rằng bây giờ thử một cái, một là hên ngon luôn, chơi một cây bài hoặc cá độ đá banh một phát, cuối cùng dứt một cái sạch nhách, trong lòng tiếc còn hơn cái gì nữa. Khoản chi nãy đừng có đánh. Đa phần là con người chúng ta do tham mà thâm. Thấy chưa? Mình học Phật bây giờ mình đang có được rồi, có căn nhà, có gia đình, có sự hạnh phúc, có địa vị xã hội được rồi, cảm thấy cuộc đời mình đã hơn quá nhiều người rồi, vừa rồi. Nhưng mà mình không chịu đủ, mình lại muốn nó tăng thêm, và phải tích trữ để khi mình không làm đó nữa thì mình có dư, mình có nhiều, mình còn đi nước này nước kia đầy đủ nữa. Cuối cùng nó không được cái gì mà nó phá sạch cho quý vị luôn, là do không tiếp nhận được Phật Pháp, nên nó bị vô minh che lấp trí tuệ, mà cuối cùng mình đi đến con đường diệt vong. Ghê thiệt, đáng sợ thiệt, nó thiệt luôn. Quý vị mà học Phật rồi, quý vị nội coi cái này coi cái kia bình thường, quý vị cũng giác ngộ Phật Pháp. Coi sẽ thấy à, vì xã hội quý vị coi nhiều mà đúng không? Coi tin tức này tin tức kia, quý vị sẽ thấy rằng là quý vị cũng giác ngộ nữa. Nên chính bản thân chúng ta quý vị à, cảm thấy mình mừng rồi. Mừng khi gặp được Phật Pháp rồi. Nó thiệt đó. Năm nay ba mấy 40 tuổi, 42 tuổi lay quay chết bây giờ. Chết tới nơi bây giờ. Chứ đừng có nói mà sống thọ. Đứa bé người ta 10 tuổi mà người ta sưng chù dù cái bụng lên hết trơn. Nó vẫn bình thản vô cùng luôn. Chúng ta nên học luôn á. Nên học á. Chứ bây giờ mà sống năm mấy tuổi mà còn ngồi. Tưởng sống lâu thêm nữa. Rồi bây giờ học Phật á. Học Phật bây giờ nó sáng sủa, nó coi đẹp đẹp lên chút á. Về soi gương ngắm nghía. Thầy khen học Phật bây giờ sao đẹp. Nó đẹp như vậy mà nó tàn tạ bất tử. Trong cái cuộc đời nó rất kỳ cục. Nên có nhiều người người ta bị cái bệnh là gì? Người ta chấp cái đẹp. Cái bác sĩ báo tin cho người ta là ung thư. Vừa báo tin ung thư cái hai tuần sau suy sụp tinh thần, ốm, nhơm, cái mặt xanh lè, rồi tiêu luôn. Thấy chưa? Nên từ nơi đó mà bây giờ chúng ta mang cái thân này làm sao đẹp hoài được? Làm sao đẹp hoài đây? Bây giờ muốn đẹp hoài không? Đẹp hoài đó. Ví dụ như bây giờ quý vị coi, giờ những đức đang chia sẻ Phật Pháp, quý vị bây giờ đang khỏe, ngon lành đúng không? Đi kinh kênh thấy ghét. Bữa nào tự nhiên ngủ đêm gió nó thổi ngang, giật một phát. Bữa sau chủ nhật lên chia sẻ Phật Pháp, bước vô đi. Chậu chậu này thôi. Thì đức đi kỳ cục cái chậu. Bước lên. Kính chào Phật tử. Đêm hôm gió thổi, thầy bị méo miệng rồi quý ơi. Không lẽ bây giờ những đức không lên đây? Nếu không lên đây thì tất cả những sự chia sẻ cho quý vị nghe toàn bộ là giả hết. Bây giờ thầy gặp độ rồi mà bây giờ mà thầy còn không đứng trước công chúng được hả? Từ khi thầy không nói được, thầy lên thầy cũng
Gani. Con hiểu gì chứ thầy? Thầy quá hết lòng rồi đúng không? Thì bây giờ mình viết được vài chữ mình viết ra. Đêm hôm thầy đang ngủ, do thổi hèn, thầy đã bị tai biến rồi các con ơi. Nhưng thầy rất tín tâm với niệm Phật, thầy không nói được nhưng niệm trong tâm. Thầy khuyên các con cố gắng niệm Phật, dù tai biến gì cũng phải niệm Phật nghe các con. Vài câu đó thôi cũng là đủ vốn rồi đó quý vị, hiểu chưa? Còn nếu bây giờ mà nghĩ rằng mình khỏe ngon lành thì mình hướng dẫn bao nhiêu người nghe, người ta gặp mình tai biến cái mắt tính tâm, không có. Người ta mắc tính tâm là do người ta không hiểu. Vì trong cái cuộc đời này sanh lão bệnh tử ai mà không chịu, có ai mà duy trì được mình hoài đâu quý vị. Đừng có chấp vào cái chỗ đó. Đẹp hôm nay thì cứ đẹp, ngày mai xấu thì là xấu. Hôm nay đi được thì cứ đi, ngày mai đi không được thì bò chờ luôn thử coi được không ạ. Hiểu không? Chúng ta phải sống trong cuộc đời này luôn luôn cởi mở như vậy đó quý vị. Tại sao chúng ta cứ chấp mình là người khỏe hoài chở? Đang mang cái thân tứ đại này mà sao mà chấp khỏe hoài được? Hiểu không? Bây giờ chúng ta ngồi trong đây, có khi ngày mai đi khám bệnh, bác sĩ nói chúng ta ung thư thời kỳ cuối. Không khám thì thôi không biết. Nhưng mà đi khám bác sĩ nói: cô biết tin tức gì chưa? Dạ con đâu có biết gì đâu. Bác sĩ nhìn con ghê quá ý. Cô ung thư thời kỳ cuối. Cái gì? Thì nói gì bác sĩ? Sao cô khỏe quá mà sao cô ung thư thời kỳ cuối bác sĩ à? Con đâu đây 14 mấy tuổi à? Chồng con trẻ lắm, con cái còn đang đi học, cô cái sự nghiệp bao la, ung thư rồi á, trời ơi trời. Thấy chưa? Trong khi hôm qua chưa khám thì vẫn còn sống bình thường và vẫn là một cô gái xinh đẹp. Vậy mà hôm nay bác sĩ vừa nói ung thư thời kỳ cuối, cầm điện thoại. Bác sĩ ơi bấm số điện thoại giùm chồng con. Bác sĩ hỏi tên gì? Tên gì? Trời ơi chồng cô tên gì? Cô quên mất tiêu luôn à. Để con nhớ bác sĩ không? À con nhớ rồi. Chàng dân mèo à. Bác sĩ bấm anh mèo cho con. Hiểu không? Bấm lên gọi anh ơi, lỡ gước em về đi anh ơi. Hỏi trời bà bị cái gì bà? Hồi sáng còn khỏe re, ngồi nói chuyện vui quá trời, bây giờ bà đi gước cái gì? Bà bị gì hả? Ung thư rồi trời ơi. Chết rồi anh ơi anh. Các bạn thấy không? Cái tâm trạng đó hai tuần sau là mặt mày sơ xác hết. Nếu như không có cái tâm trạng đó thì ung thư chưa phải là đáng chết. Nên tất cả những người mang bệnh ung thư phải nhớ cái câu rằng ung thư chưa chắc chết, mà nội tâm mình dắt mình mau chết. Quý vị coi, một cây đu đủ nó nhỏ không quý vị cỡ nào chưa? Nhưng quý vị thấy nó gánh bao nhiêu cái trái đu đủ chưa? Vậy mà gió bão thổi ầm ầm mà nó vẫn đứng sừng sững để mà nó chịu gió bão, để mà nuôi dưỡng những trái đu đủ. Vì sao? Vì nó có lòng tin, nó phải đứng được để nuôi con nó. Còn chúng ta bị một tế bào ung thư chưa bằng một trái đu đủ nữa. Hiểu không? Bị một cái tế bào ung thư chưa bằng một cái trái đu đủ. Mà thân chúng ta bự hơn trái đu đủ, cây đu đủ cỡ nào chưa? Vậy mà chúng ta lại đầu hàng với cái tế bào ung thư. Quý vị thấy chúng ta tệ chưa? Chúng ta không có gì phải đầu hàng hết. Tôi bị ung thư là tại tôi, nên bây giờ tôi làm cho thân tôi bị một nhóm ung thư nho nhỏ. Bây giờ ta phải hồi phục lại, ta phải tỉnh lại, ta phải đi niệm Phật thôi, ta phải đến chùa hộ pháp mà thôi. Thấy chưa? Thấy không? À, lỡ gặp, bây giờ lúc này buồn không? Gặp thầy hỏi thầy ơi, con bị ung thư rồi.
trong lòng con mới hởm giờ cũng lo âu dữ lắm thầy ơi, thầy, thầy có lời gì khuyên con hay không? Những đức nói chết đi. Trời ơi, sao thầy đối xử với con như vậy? Con cũng thường cúng dường tam bảo dữ lắm mà, sao thầy không có một lời gì khuyên con hết với thầy? Những đức nói thầy cũng chết nữa mà. Đúng không? Thầy cũng chết, con cũng chết, ai cũng chết, trong cuộc đời này sớm muộn cũng chết. Chết sớm chết muộn đều phải chết. Chừng nào đến lúc chết thì chết con à. Bây giờ con đừng lo, chừng nào nó chết con sẽ chết. Còn bây giờ con sống, con hãy sống bình thường. Đúng không? Nói một câu thôi nhưng mà giải thích cho nghe là được. Thì thấy bình tĩnh chưa? Quá bình tĩnh. Quá bình tĩnh. Hiểu không? Những đức nói trong cuộc đời này nó lạ lắm. Cái thân bự gì đó, nhưng mà chỉ một cái một mụn nổi ngay đầu lỗ mũi thôi cũng sợ. Cứ là châm chích nó, cứ là ngấm nghía nó. Bình thường thì không sao, nhưng mà nổi một mụn ngay đỗ mũi ngay cà má thôi, cái đầu đi qua đi lại mắt kiến cứ mày dùng cái thứ mà mày đi ra cho tao. Rồi nó còn non xèo, nó nói khoan đi, khoan đi, tại da nó bị nhiễm một chút nên ta phì lên để nó ra hết cái chất độc đó, cứ để đi vài bữa thì ta lành lại cho. Mà nó không, tao không thích mày, mày đi ra khỏi cặp mắt tao. Nặng mày bóp bị, trong khi nó nổi một chưa đỏ quá mà bóp nó, bóp rồi xong ra ngoài trời trời sao mà đỏ dữ cái trời. Thấy chưa, tự mình hại mình không à. Phải chi để y tín đi thì tự nó lành, mà nó còn non bóp nó một cái bữa sau nó mọc chỗ khác. Thấy chưa, gọi là di căn. Di căn mụn nó cũng di căn nữa nghe. Đừng có bậy bạ, đừng có đụng tới nó, nên ung thư đừng nên phá hoại. Không nên phá hoại thì nằm yên đó ngủ chơi. Hiểu không? Còn phá là di căn. Như vậy thì người bị ung thư làm như thế nào mới không bị di căn? Tâm trạng. Dùng tâm trạng hoan hỷ vui vẻ để nuôi tế bào ung thư này trở lại bình thường thì không bị di căn. Như vậy thì người bị ung thư, cách nào đặc biệt nhất để trị bệnh ung thư? Ăn chay trường, niệm Phật, tâm vui vẻ. Đây là cách trị liệu đặc biệt nhất. Nhớ nghe quý vị, 100% luôn. Chứ chúng ta nói đây là người niệm Phật đi. Còn những người không niệm Phật, quý vị cứ đi trị cái gì, chuyện của quý vị, nghe không? Là tôi nói đây là tôi nói những người đang đi niệm Phật đến đây, tôi nói ở đây. Được không? Đó. Ôi ôi, cái buổi giảng này sao nó sung gà tre dữ vậy ta? Hiểu chưa? Bởi vì mình nói một câu thật lòng mà nói chứ đúng là đáp lại tình nhau. Quý vị ngồi, quý vị không bị thiệt thòi chút nào đâu. Ở trên đây nó thật sự cũng khô cuốn họng. Quý vị thì đau chân, tôi thì đau cổ. Quý vị đừng có bao giờ nói ông ngồi ngon quá. Tôi nói thật sự, quý vị nói được như tôi không? Nó đau cổ mà chết. Nói một chút mà không ra tiếng. Hiểu không? Bây giờ quý vị coi nội mà cái micro này như Đức cầm thôi mà cái tay như Đức nè, cứng ngắc luôn rồi nè, thấy chưa? Nặng quá. Quật hoài, quật hoài hết trơn rồi, quý vị thấy chưa? Nó nặng quá quý vị. Không phải là nói âm thanh nặng, mà nói là micro nặng. Trời trời, vừa nói âm thanh nặng cho nó hú. Thấy chưa? Nên, không, quý vị biết rằng cái cây micro này nè, cầm nó nặng lắm quý vị. Cầm một chút với cái tay như Đức mỏi lắm. Không phải giỡn đâu. Mà nhờ như Đức nói chuyện hứng quá, như Đức quên mất tiêu á. Nó lâu lâu như Đức buông ra, vì thấy cái tay như Đức không, nó cứ bóp 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 như này, tại vì nó mỏi quá, thấy không? Đó, nên chuyển tay mới được. Không, cái này là như Đức nói thật lòng, là quý vị thấy mà cảm thông nhau. Chúng ta đều có cái khó. Thêm cái nữa mà như Đức nói chuyện gì nè, cái micro này nó hút hơi như Đức nhiều lắm quý vị. Hút hơi rất là nhiều, không giỡn đâu. Nên những Đức quý vị thấy thường bị ho, thấy không? Chắc tương lai tôi sẽ sẽ không được sống bao lâu nữa. Rồi có một ngày nào đó cổ tôi cũng sẽ ung thư. Đối với tất cả mọi người tôi sẽ không nói được gì.
chỉ còn gặp nhau. Nếu như một ngày đó xảy ra thì sao? Chúng ta cười với nhau một cái là được rồi, đúng không? Cười một cái niệm câu ấy là Phật là được rồi, nói gì nữa giờ không còn nói được, vì xài dữ quá, một ngày nào không còn xài được nữa. Nhiều cô Phật tử nói thầy ngày xưa nói chuyện ầm ầm, coi cái video này nè, coi lại nhìn thầy bây giờ nhớ lại ngày xưa tội nghiệp thầy quá, trời ơi trời, thầy xưa giảng ầm ầm lại Bồ Tát Quán Thế Âm mà. Nhật tâm đành lễ Nam Mô Hải Triều Âm. Bây giờ cô nhìn lại thầy, cô thấy trời ơi, đau lòng với thầy quá. Đừng đau lòng, có gì đâu mà đau lòng, về cực lạc gặp nhau ngon hơn, có gì đau lòng hết trơn, hiểu chưa? Bây giờ xài được thì xài cho tới bờ tới bến đi, xài cho nó đúng đô. Tại vì sao? Bây giờ mà không xài, mai mốt muốn xài xài không được. Hiểu chưa? Bây giờ muốn tu thì tu đi, mai mốt có khi tập trung tu gì có khi không được rồi sao? Trong cái cuộc đời con người chúng ta, quý vị biết rằng là đến và đi, tập trung và xa cách, bèo hợp bèo tan là chuyện của bèo. Chúng ta không có gì phải buồn hết trơn, đúng quý vị? À, vậy nó mới đặc biệt nghe. Ta nói kẻ biết thờ là trang tính kiệt, con người đã biết được cái sự việc của nó, đang làm được việc tốt thì làm đi. Đó, bây giờ những đức đang là gọi là gì, phát động chương trình tu nuôi người già và thượng các nhà, mình rủ người già về ở. À, thấy không? Nên các cô mà sùng sồn chồng bỏ chồng chê là yên tâm, từ hôm nay là có bến đậu rồi. Con thuyền này không có bơ vơ đâu mà sợ. Hiểu không? Biết được chùa chúng ta là quý vị đã có bến đậu rồi, hiểu không? Gặp được Phật Pháp là chúng ta không bao giờ bơ vơ đâu quý vị. Quý vị nhớ nha, dù tất cả con người ai cũng bỏ rơi chúng ta, nhưng chỉ có Đức Phật A Di Đà không bỏ, không bao giờ bỏ. Người mà nghe được tịnh độ, người mà niệm Phật là người chắc chắn một câu là không bao giờ cô đơn. Nếu như quý vị là người niệm Phật mà nói hai chữ cô đơn thì thất bại quá, thật sự quá thất bại. Người niệm Phật là không bao giờ cô đơn. Vì niệm Phật đi đến một ngày nào quý vị sẽ thấy không bao giờ cô đơn, 100% không bao giờ cô đơn. Chính những đức thấy rõ ràng, có khi những đức ngồi một mình nhẵn cười luôn, giống như thằng khùng vậy đó. Ai nói gì mình nói, miễn mình cười là được rồi cô chị, hiểu chưa? Từ nơi đó quý vị biết rằng cái cảm giác này quý vị sẽ hiểu được cái niềm vui nó cỡ nào liền. Trời ơi, cái pháp môn tịnh độ này đúng là nói hoài nó cũng không hết, mà cái giờ này là cái tông nó đang dữ dằn lắm, la lên cái mà cái bà phía sau mới giật mình, bà nói rằng la nữa đi thầy để con đỡ buồn ngủ. Cái môn giảng này nó quan trọng lắm nghe quý vị. Cái môn giảng pháp môn tịnh độ này, ngày xưa những đức nghe thầy ở trên Đà Lạt ông giảng á, là mỗi lần ông hét một cái là người ta đỡ ngủ buồn ngủ. Những đức lúc đó hét không nổi, nhưng bây giờ tôi hét nổi à. Hiểu chưa? Đó. Nên từ nơi đó mà ngồi nghe một tiếng mấy đồng hồ, bây giờ là 10:20 rồi. Hồi nãy là 18:30 lên đúng không? Bây giờ 10:20 rồi, gần 2 tiếng đồng hồ. Gần 2 tiếng rồi đúng không? Chỉ có một miếng mồ hôi đổ rồi thôi, không đáng nói. Thấy chưa? Đúng là cái la show tuyệt vời. Đúng là cái la show, chúng ta đặt tên gì biết không? Tại vì có một mình hát, nên bài hát này gọi là gì? Tình đơn côi. Một mình hát. Ở dưới là người ta nghe thôi, còn mình có một mình hát rồi, hiểu chưa? Nhưng mà đúng là nghe cái bài hát A Di Đà Phật này nó đẹp gì đâu. Vì thấy không? Tuy là một mình mà không cô đơn. Đâu bao giờ cô đơn.
Nên Thiện Đức nói ai cô đơn về chùa mình, không cô đơn 100%. Nhớ nha, quý vị nhớ nè, đừng bao giờ cho rằng có đôi có cặp mà không cô đơn. Có đôi có cặp vẫn cô đơn, một mình vẫn cô đơn. Người học Phật cầu sanh cực lạc không cô đơn, không cô đơn chắc chắn luôn. Vì sao có đôi có cặp mà cô đơn? Vì sợ mắc nhau nên cô đơn. Một mình vì sao cô đơn? Cầu có đôi có cặp mà cô đơn. Tại sao một mình niệm Phật mà không cô đơn? Vì muốn sanh cực lạc nên không cô đơn. Trời ơi, quá tuyệt vời. Nó nên ai mà cô đơn, ai buồn chán, ai xấu xí, ai nghèo nàn, ai bị bệnh hoạn mà còn đi được là đây. Đúng không? Là đây mỗi tuần thứ bảy chủ nhật nha. Rồi quý vị sẽ thấy cuộc đời quý vị sẽ tươi mát liền. Những cái điều chia sẻ này nó giúp cho quý vị tươi mát lại liền. Có những cô ban đầu ngày xưa mới đi đến đây nhìn cái mặt héo queo. Nào là buồn vì chồng, buồn vì con, buồn tùm lum. Nhưng mà đi đến đây không biết nó dùng loại nước gì mà tưới mát. Quý vị biết bữa đó có ông chồng đến gặp những đức, ổng nói tôi hỏi thầy, tại vì ổng đâu có học Phật đâu. Ổng nói tôi hỏi thầy, tôi thấy cái sự lợi ích mà vợ tôi từ khi đi đến chùa này, tôi hỏi thầy trả lời cho thật. Những đức nói bác hỏi đi, tôi trả lời thật cho nghe. Thầy dùng cách nào mà thầy làm cho vợ tôi đẹp? Chồng hỏi ngộ ghê. Thì như Đức mới hỏi ông lại, như Đức hỏi dạ thưa bác, như vậy thì tôi nói tôi làm cách nào cho vợ bác đẹp thì bác làm theo đúng không? Đúng không? Mình phải trả lời lại, hỏi lại đúng không? Thì ông nói đúng, thầy hãy chỉ tôi đi để vợ tôi ở tại nhà tôi cũng làm được. Ghê không? Không cần phải đi đến đây nhờ thầy làm. Nghe mấy câu này thấy ớn quá. Xong mình mới nói rằng phương pháp vô cùng đơn giản, không cần phải đi học ở đâu xa, chỉ cần nghe qua vài chiêu là đã làm được rồi. Thì ổng vô cùng kinh ngạc quý vị. Nói trời trời, sao nghe thầy nói ớn quá trời, chỉ có vài chiêu thôi. Xong ổng nói như vậy thì tôi lắng tai nghe thầy hãy nói đi, tôi đang tức mình quá đây. Cuối cùng những đức nói đơn giản thôi bác, vợ bác mà về đây đẹp là vì vợ bác được cởi mở tâm tư. Nói trời ơi trời, cái cởi mở tâm tư là sao? Nói vậy trước khi bác muốn cởi mở tâm tư cho người khác thì bác hãy cởi mở tâm tư của bác đi. Mà xong rồi cuối cùng ông hỏi tôi chưa hiểu. Thì Nhân Đức nói như vậy thì bác còn chậm tiêu dữ lắm. Làm sao cởi mở tâm tư cho bà được? Bà đã nằm cái dạng thâm niên rồi, bác hiểu chưa? Bây giờ bác muốn giúp bà thì bác hãy đi đến đây để học tôi, có thời gian. Cuối cùng dẫn ông chồng đi đến đây luôn. Và bây giờ ổng đang ngồi đây. Ghê chưa? Kinh khủng như vậy đó quý vị. Tại vì ổng muốn học cái môn đặc sắc để ổng về ổng giải quyết vợ ổng. Bây giờ ông nghe ông biết cái môn nào rồi đó. Thấy chưa? Tôi nói cho mà biết, vợ ông đi đến đây không mắc một miếng thịt, không rớt một cọng tóc, mà vẫn đẹp. Không tốn tiền, không cần thẩm mỹ viện, không cần cắt mắt, mắt cắt mũi, cắt miệng, không cần phải độn tùm lum, nhưng vẫn đẹp luôn. Quý vị nhớ nghe, cái câu vật hiệu này nghe quý vị, nó điều tiết cho quý vị, từ cái tâm nó điều tiết cho quý vị, nó nắng nó quý vị lạ kỳ. Nơ nào mỏng thì nó về. Quý vị biết nghe.
Phật nói mà tướng do tâm sanh, mà cái tâm niệm Phật, cái tâm an lạc nó nắng nói quý vị, điều chỉnh quý vị từ từ lại. Bây giờ quý vị coi những đức có thẩm mỹ viện không? À, thì coi đi. Hô nè, ngày xưa là cái mỏ nhọn quét, bây giờ chu qua cũng không thấy nhọn nữa. Coi đó, rõ ràng câu Phật hiệu nó nắng nó mình từ từ, đâu có niềng răng niềng gì đâu. Ngày xưa răng nó đưa cái gì nè, vậy mà niệm Phật không biết sao từ từ nó không. Thì thấy chưa, nhân đức nói 100% câu Phật hiệu này tự điều chỉnh luôn. Nên bác cứ về niệm Phật đi. Thì ra là cái tuyệt chiêu như vậy đó à, dài chiêu như vậy thôi à. À, chỉ có dài chiêu như vậy thôi, chỉ có A Di Đà Phật thôi, bác đừng có hiểu lầm nha. Không, nhiều người người ta vừa nghe, nếu mà ai mà cắt công đoạn này bắt tử nghĩa là chết queo liền. Cắt công đoạn này một chút xíu 2 phút thôi là Như Đức chết queo. Mà không ai biết được cái đoạn sau Như Đức giải thích làm sao. Thì thấy không, nguy hiểm chưa. Nên đừng có cắt những buổi của Như Đức nữa. Để cho tôi sống đi. Thật sự mà nói thì tôi cũng muốn giúp cho người ta vui một chút, rồi tôi nuôi người già tôi. Chứ tôi đâu có muốn cái gì trong cuộc đời này đâu, đúng không? Bây giờ mấy cô cứ nghĩ đi, từ khi mấy cô biết Nhân Đức tới giờ 8-9 năm nay, có cô nào mà Nhân Đức qua lại đâu, có cô nào mà Nhân Đức gặp mấy cô riêng đâu. Chưa bao giờ Nhân Đức đi chơi với mấy cô, đi uống cà phê gì mấy cô một lần nào, mà cũng chưa bao giờ đi đến một khu du lịch của Phật giáo nào mà đi, đúng không? Chưa từng bao giờ đi đâu. Vì gì thì Nhân Đức đâu có đòi hỏi, đâu có chi cầu cái gì trong cuộc đời này đâu. Nhưng mà vì mình học Phật, mình muốn nói chuyện cho người ta vui, để người ta cảm thấy rằng mỗi một tuần người ta đi về đây người ta được vui, để người ta cỡ mở tâm tư, người ta thấy Phật Pháp nó hay, rồi mình mới đem Phật Pháp mình dẫn dắt người ta từ từ. Mấy ông ơi, hiểu chưa? Thật sự mà nói thì tôi cũng đâu có muốn lôi kéo ai đâu trời, hiểu không? Nhưng mà vì cái duyên niệm Phật, nói chuyện thu hút, ta thích, thì mấy ông cứ niệm Phật đi, thì người ta đến nơi đó thôi, đúng không? Chứ bây giờ nói bây giờ người ta tu hút hết trơn, người ta về đây hết rồi, thì thấy vậy kể người ta, tôi có biết gì đâu, không? Về đông nấu cơm còn cực nữa, chứ đâu phải khỏe sung sướng gì đâu, hiểu không? Nhưng mà người ta về thì mình phải nhiệt tình, đúng không quý vị? Về thì phải nhiệt tình đó, hiểu không? Chứ thật sự mà nói thì 4 ngày lễ Bồ Tát Quán Thế Âm Nhân Đức cũng cực dữ lắm quý vị. Ô, vì đi lễ đi rồi quý vị biết liền, ai bây giờ lễ tôi cho lễ giảng 4 ngày lại 4 ngày đó, đi làm đi. Trời ơi, đừng có thấy cái thành quả đó mà nghĩ nó đơn giản quý vị. Ô, nó không đơn giản đâu. Chua ăn lắm, hiểu không? Nên được một chút người ta khen chứ thật sự thì cũng lết bánh. Nó thật sự không đơn giản quý vị à. 4 ngày mà cái miệng mà la cùng cổ họng nó chịu đựng hét ầm ầm. Chứ bây giờ lễ nhẹ nhẹ mấy bả lễ đâu có nổi. Không lẽ bây giờ Nhật Tâm Đền Lễ Nam Mô Hải Triều Âm, mấy bả ngồi phía sau Quan Thế Âm Bồ Tát. Ôi ôi quý vị biết rằng mới vô thì nó tông nó nhẹ nhẹ, nhưng càng về sau nó càng lên cao, thì con người người ta nó hứng thú, nó lễ ầm ầm theo. Vì thấy cái môn lễ Bồ Tát Quán Thế Âm mà nó ầm ầm không, là do gì? Những đức phải dùng tâm lực, nguyện lực mạnh lắm mới làm được gì, chứ đâu có đơn giản đâu trời. Nếu mà không có sức thì sao mà niệm như vậy đâu, không có dễ đâu nghe, khó lắm á. Nội mà sướng một cái nghe, quý vị biết rằng á, những đức quỳ xuống một khoát nghe, cặp mắt những đức có nhìn bao nhiêu dòng chữ dưới đó, mà nhìn 500 danh hiệu là cặp mắt quý vị hoa mắt luôn. Nhìn một phát biết cái dòng chữ là chữ nào, vừa xong khen những đức lại xuống cùng như là đi đánh giặc. Còn quý vị thì có thời gian, quý vị còn từ tốn, đúng không? Còn những đức thì ập ập khen đứng lên. Tại vì sao những đức phải nhanh không quý vị? Thì vừa lại xuống tranh thủ bật người lên khen đứng lên, thấy không? Mà 500 danh hiệu như đức rẹt 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 gì thêm gió thổi nữa, gió thổi dây bay
cuốn sổ bài, hiểu chưa? Bây giờ phải chú tâm từ hàng này số mấy số mấy số mấy, gió thổi một phát phải nhớ được con số để quay lại. Không giỡn đâu nghe quý vị, nếu không nhớ con số đó nó bay một phát mày đi kiếm hả? Nó lại được 300 danh hiệu và nó quay là 250 danh hiệu, chứ mấy bà giết tôi quá. Em bảo nó chậu là chậu thầy ô thầy, 250 lại mất hết 50 rồi kìa. Nhân Đức nói không phải đơn giản nha quý vị, phải nhớ từng chút từng chút từng chút, từng đoạn luôn, hiểu chưa? Không dễ đâu nghe. Nhưng mà thật sự mà nói thì mình cố gắng, mình hướng dẫn ta tu thôi. Nhân Đức nghĩ rằng mình phải nhiệt tình cố gắng quý vị, nên từ nơi đó mà chúng ta hết sức quan hỷ nhau quý vị ơi, thấy không? Nhiệt tình hết mình nên là Nhân Đức nói nghe, díu Quan Âm kỳ này. Nhân Đức nói ông thật sự mà nói, cái đội ngũ của mình rèn 8 năm nay đúng là hiểu bài bản ghê. Quá hiểu nhau luôn quý vị thấy chưa. Nên Nhân Đức nói nghe, năm nay tôi chọn một số bà trưởng đoàn, chọn mấy bà đó, cho mấy bà phía trên, cho mấy bà la phụ tôi. Hiểu chưa? À, mấy bà này cũng chịu la lắm chứ không giỡn đâu nghe. Phải la cho dữ dằn chứ đừng có quen đem bột tía. Có cái năm quý vị thấy mắc cười không? Mình ở trên mình niệm muốn ăn chết vậy đó, mà mấy cái bà ở kế bên không biết cái mấy bà này mới đến, chưa hiểu nhau. Mình sướng muốn ăn chết luôn bà ở dưới, quen thì em bột tía. Mình quay lại mình nhìn mình nói tại sao mình sướng câu nữa, bà tiếp tục quan thì âm bột tiếc. Mình nói trời là trời, cái máy tôi liếm mà bây giờ tép hoài, niệm lớn lên cho tôi cái coi, bà kéo tôi lại hoài, tôi niệm lên rồi tôi sức ha, dùng sức tôi niệm lên rồi bà ở dưới rồi cứ kéo lại hoài, quan thì âm bột tiếc. Xong những đứa quay qua những đứa nhìn bà thử có bà hiểu mình không, mình quay nhìn ý là bà niệm quán em bồ tát lên á, bà đừng có tép hoài. Mình quay là mình nhìn bả, mình nhìn. Rồi xong bả dưới bả làm, bả hỏi lại bả nói, cái gì? Hỏi cái gì? Nó trời là trời bà này, đang lễ Bồ Tát mà bà có gì? Xong mình sướng câu nữa bả quay lại bả, quan em bồ tét. Mà cái mặt tét tới ghét lắm. Chứ sao kỳ cục tới ghê. Cái kiểu như mà, thà bây giờ, quan em bồ tát. Dễ thương đúng không? Con này quán đem bờ té. Mình chút mình nói thôi tôi bỏ qua bà này tôi mới lễ được. Để quay qua nhìn bán đi. Nhìn bán gì bà nói bà làm nè. Giống bà cười ngao ghê. Gặp nhiều trường hợp lắm quý vị. Không đơn giản đâu. Gặp rất nhiều trường hợp. Nên sợ cái người bên cạnh mà họ kéo mình lắm. Có những người thì họ đẩy mình lên, mà có người kéo mình xuống không mà. Nó có một lần mà lễ bởi Như Đức sau này Như Đức kinh nghiệm, Như Đức kêu mấy chú ông đứng á, ông đứng cái chỗ này ông canh. Có một lần cái bà kêu mình đang lễ Bồ Tát Quán Thế Âm, mà cái bà bà bận quần đùi bà lỡ ngay cái mặt mình bà lễ. Đúng là Bồ Tát Quán Thế Âm thử thách làm sao mà kỳ cục, bà lễ ngay trước mặt mình, mà chắc cái bà này bà chưa biết tu gì. Bà lễ thì như mấy cô thì biết lễ, mấy cô còn ngồi sát xuống, mấy cô lễ nó nằm vẹp xuống. Còn cái bà này bà không biết lễ, bà chơi bà đưa nguyên cái mông lên trời. Chơi vậy đó. Mà bà chơi úp vô cái mặt mình không à. Trời ơi, tại mình lễ dưới, bà chơi ở trên, ập xuống. Bà lễ, mỗi lần lễ là bà nhổng cái mông bà lên. Không, cái môn lễ này phải biết nghe. Khi quỳ xuống là phải ngồi xuống ngay chỗ mắt cá. Rồi nghe tiếng keng giữ cái mông được ngay mắt cá mà lễ xuống thì nó đặc biệt lắm. Chứ đừng có mỗi lần mà ụp cái mặt xuống thì cái mông. Hiểu không? Lễ gì xấu lắm. Mà bận áo chàng thì còn đỡ. Còn bà này phải chơi quần đùi. Thì mình cứ là ngoắc ngoắc mấy chú. Mà mấy chú ổng cứ là ổng thấy mình ngoắc ngoắc, cái ổng quay lại, ổng tưởng đâu là mình kêu ai á. Mà nói trong bụng đúng là Bồ Tát thử thách. Ngay trước mặt luôn. Lễ từ đầu tới cuối. Mà bà lễ một chút ấy, kiểu ra mồ hôi á.
bà ngứa. Trời là trời, chơi cái đó đó trước mặt mình lại muốn ăn chết luôn. Mình cố gắng mình nhìn Phật, nhìn vô đây nhìn Phật để mình nhiếp tâm mình lễ. Thì mình vừa nhìn Phật đó thì bà gãi. Mình nói trong bụng thôi 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 được rồi, tôi hy sinh về bà luôn. Tôi nói thiệt, tôi coi bà như Phật luôn. Tôi nói thiệt. Không có nhiều trường hợp nó kỳ cục lắm nghe quý vị. Bởi vì mình đi chùa mình cũng coi trước coi sau một chút. Nó nói trước mặt quý thầy, tội nghiệp quý thầy. Chơi gì đâu mà chơi kỳ cục tới ghê. Không mà từ đầu tới cuối bà gãi đâu mười mấy lần. Tại vì sao? Vì ngay trước mặt mình mà kêu không mở mắt nhìn làm sao mà đọc chữ. Mình mở mắt mình nhìn, mình đọc chữ muốn ăn chết. Mình vừa mở mắt lên để nhìn Phật thì thấy bả. Tôi sợ quá. Nên sao đây? Sau này đặt dách cho mấy chú đứng trước mặt luôn. Vừa mới thấy bà nào nhõng nhõng lên là đẩy vào bên. Hiểu chưa? Sau này mà mấy chú mà ông lựa người, ông đặt dách phía trước như Đức là toàn mặt áo tràng không? Văn chuyên nghiệp. Chứ không có đưa mà văn nghiệp dư vô nữa. Hiểu không? Nói quý vị thấy không? Đây là một cái bài học kinh nghiệm khi mình đi chùa. Hiểu không? Dù mình có lễ gì nhưng mà trước quý thầy mình cẩn thận. Lỡ mình có ngứa quá đi chăng nữa cố gắng chịu đựng. Chịu đựng. Còn hoặc mình có gãi thì mình lén lén đi chỗ khác. Hoặc là mình canh canh quý thầy vừa lại xuống mình gãi một cái liền. Hiểu không? Chứ mình chờ mà trời ơi, lúc mà ổng mở mắt to mình gãi không mà chơi ác quá. Vậy mà cái lần lễ đó những đức bỏ sót mấy câu. Biết sao phân tâm. Phân tâm mà nó chơi kỳ quá. Bác gãi chúng mình phân tâm luôn, cuối cùng mình đọc lộn. Cái câu 350 mình chơi luôn 360 với đứa bắn. Cái bà này đúng là bà ép mình bỏ 10 câu. Nên nói Phật ơi gia hộ. Lâu ghê mà bữa nay mới nhớ lại nhắc với vị nghe. Nhớ nghe câu chuyện này là câu chuyện giáo dục đó nghe. Chứ nó không phải tầm thường đâu nghe chưa. Nên thôi mình đi đến chùa thì cỡ nào cỡ cũng có một bộ đồ lam. Ít gì thì cũng một cái áo tràng. Mình đã đi đến chùa rồi. Nơi nào thì phe, được thì khoe. Nhớ cái câu, nơi chốn tôn nghiêm xin đừng phe đùi. Hiểu không? Khoe đùi nơi chốn tôn nghiêm dễ bị ung thư lắm. Giỡn đâu nghe. Nên từ nơi đó hiểu thì biết đặc biệt lắm. Nên đi đến chùa cỡ nào cũng có một bộ đồ lam, áo tràng. Là đây là điều đơn giản nhất. Còn nếu bận đồ bình thường thì kính đạo. Không sao ha. Vậy thì cái bài học này nó cũng có một cái nền giáo dục đó quý vị. Thôi nguyện Tam Bảo giang hộ cho quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh. Sanh về tịnh độ. Chùa chúng ta mỗi tuần chủ nhật, bây giờ thêm thứ bảy nữa, chúng ta tổ chức cộng tu bên chùa mới. Rồi tối lớp đạo làm con rất là đông. Rồi sáng chủ nhật thì chúng ta cộng tu. Quý vị về đây được niệm Phật, nghe Pháp, rồi lễ Phật, rồi chúng ta được phóng sanh và cúng đĩ thực. Chùa mình từ hôm nay những đức ít phóng sanh chim lắm. Tại những đức thấy cứ đặt người ta hoài. Rồi đem về đây có khi để từ sáng cho tới giờ phóng sanh. Thôi, bây giờ những đức kêu mấy cô tới giờ phóng sanh chạy ra ngoài chợ coi cái sạp nào mua được thì mua. Chứ đừng có mua một sạp. Gặp cái sạp nào phải được thì mình mua, đem về đây. Thôi mình thả cá ha. Chứ cứ đặt chim hoài. Nên bây giờ đổi tông lại, phóng sanh cá.
chắc là mình đã báo đáp với các chú chim đủ hết rồi, hiểu không? Bây giờ đến lúc rồi báo đáp cho cá nghe. Nên từ nơi đó, từ hôm nay phóng sanh cá là nhiều. Nên quý vị về đây được nghe chia sẻ Phật pháp, thằng phần nhiều thấy ai cũng vui. Nên tất cả những người mà người ta buồn, người ta bệnh đồ, hay người ta bị thất tình rồi đó, dẫn về chùa mình là họ giải tỏ liền nghe. Khi dẫn đi chiến mà về vui luôn ha. Với thêm cái công đức mà niệm Phật quý vị, nghe pháp á, rồi phóng sanh cũng đi thực này nè. Nên từ nơi đó mà nó quá giải cái con quan gia buồn cái con quan gia buồn nó chạy mất tiêu. Nên chúng ta vui. Với thêm cái nếu vị về đây mà nội mà cúng đi thực gì là hương linh nó thích lắm á nghe. Những đứt ga mà những đứt thấy còn đói bụng hiểu chưa? Nên á, mình đối với người sống mình lo, mà đối với người mắc mình cũng quan tâm. Tuy những đứt cúng rất là đơn giản, nhưng thật sự là từ tâm những đứt là cúng cho chư hương linh đó. Thật lòng á, không có giỡn đâu. Những đứt không muốn đọc nhiều, tại vì cũng không có biết gì, quan trọng là cho ăn thôi. Giờ thuyết pháp nãy giờ nó nhiều quá, nó cỡ mở tâm tư hết rồi. Nên chư hương linh thai nhi hay tất cả quán thân trái chủ đi theo chúng ta đó, thôi chúng ta bây giờ cùng tu đi, đừng có buồn, đừng có trách nữa nghe. Hương linh rồi quan gia trái chủ đừng buồn trách nữa, thôi cùng tu đi. Rồi tất cả những người còn sống đang đứng đây, đang ngồi đây và khắp nơi đang coi qua chương trình này, đừng có buồn nữa nghe, đừng có buồn ai để trong tâm nữa nghe. Rồi đó, đừng có buồn ai để trong tâm thì tức khắc quá giải nghiệp hết. Còn buồn là còn nghiệp. Từ nơi đó mà tất cả những chư hương linh thai nhi hay những người chết oan chết ức, hoặc là bị người ta giết lầm gì đó, trong nhiều đời nhiều kiếp đi theo người ta báo thù, thôi bây giờ gặp được cái pháp hội tu gì, từ hôm nay đưa một bổ nguyện niệm Phật, niệm Phật để cùng về cực lạc, đừng buồn gì nữa hết. Rồi chúng ta nguyện đem cái công đức này, nguyện hồi hướng cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ, nhờ Ngài xây chùa mà chúng ta có được ngôi tam bảo gì để nương náo để tu. Nên nguyện đem công đức hồi hướng cầu cho Ngài có sức khỏe và trụ thế gian lâu dài. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả quý Phật tử đang ngồi đây và gia quyến quý vị và tất cả hàng Phật tử khắp nơi nơi và tất cả chúng sanh khắp nơi nơi trên toàn thế giới. Nhờ cái công đức này mà nguyện cầu quý vị được bình an, kiếp nạn nặng chuyển thành nhẹ, nhẹ biến mất luôn. Và chúng ta nguyện đem cái công đức này hồi hướng cầu siêu cho cụ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp hóa thai, chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết trong trận dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới, và những người chết oan chết ức bị xe đụng hay là bị lửa cháy nước trôi vậy đó, cũng đều hồi hướng công đức cho quý vị. Nguyện cho quý vị được hưởng những công đức này mà thần thức được tỉnh táo sáng suốt, nương vào bổ nguyện niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ma ngã kim tí như cung, từ thực biến thập phương nhất thiết Phật tự công. Nguyện về tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo. Như đặng ngũ tình chung ma ngã kim tí như cung, từ thực biến thập phương nhất thiết hộ tình công. Nguyện về tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự hộ tình giai cộng thành Phật đạo. Như đặng cô hồn chung ngã kim tí như cung, thự thực biến thập phương nhất thiết cô hồn công. Nguyện về tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành Phật đạo. Án một lũng lắng ta bà ha, án một lũng lắng ta bà ha, ta bà ha, án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, tam bà và việc nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu già đà, biến thiệu thành đá dây bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát.
Nam mô Sa Sanh Tam Bồ Tát Ma Tát. Gia trì chú thực chịu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô Sa Sanh Tam Bồ Tát. Gia trì chú thực chịu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô Sa Sanh Tam Bồ Tát. Gia trì chú thực chịu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát. Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát. Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ô vị vô danh, nộ danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, có nay xin phát nguyện vãng sanh, từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, từ đại bi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúng ta làm lễ phóng sanh nha. Tất cả những người chúng ta ai đến với cuộc đời này cũng bị bệnh hoạn này kia rồi đó. Nhiều khi con mình sinh ra có những đứa con nó lớn lên nó cũng bất hiếu với mình, toàn là do từ cái nghiệp sát sanh mà ra không đó quý vị. Nên khi mình bị bệnh đau á, mà mình phát tâm ăn chay trường, còn mình biết phóng sanh nữa, thù thắng dữ lắm. Tại vì khi mà mình cứu mạng chúng sanh thì sức khỏe và tuổi thọ mình kéo dài thôi. Cái này là 100% luôn. Giống như bây giờ mình mà bị ở tù mà ai thả mình cảm ơn, người ta biết bao nhiêu nói không? Thì những con cá này nó đang như ở trong cái chỗ này như là ở tù đi, mà mình thả nó ra là nó cảm ơn dữ lắm. Mà mình còn quy y Phật, quy pháp, quy tăng cho tất cả những con cá này và thả nó đi, thì thật sự mà nói cái công đức này lớn dữ lắm. Cứu mạng chúng sanh là việc thù thắng nhất, đây là việc thiện lớn nhất. Nên chúng ta bây giờ quy Phật, quy pháp, quy tăng và bỏ tịnh tài ra để phóng sanh, đó là tài thí. Khi sanh ở nơi nào chúng ta cũng có phước báo đầy đủ, và chúng ta quy niệm Phật những chúng sanh này nghe, đó là pháp thí. Sanh ở nơi nào chúng ta cũng được thông minh và trí tuệ, và chúng ta thả những chúng sanh này bay đi hoặc là thả ra sông thì chúng ta được tu cái hạnh vô ý thí, là được sức khỏe và tuổi thọ kéo dài. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh. Bây giờ chúng ta niệm Phật hoan hỷ vui vẻ khi những chúng sanh này được thả nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc quý vị an lạc nha. Chúng ta qua bên đây lấy cơm quý vị, đông lắm nên lấy cơm ở bên đây nè.